Bạn đang bị đau lưng, nhức mỏi vai gáy hay là bạn bị mất ngủ, suy nhược cơ thể, khó thở, mệt mỏi, thiếu tập trung và không có quá nhiều thời gian để luyện tập và không có đủ sức khỏe để luyện tập thì khóa học yoga chữa lành này Nguyễn Hiếu thiết kế là để dành cho bạn. Ở trong khóa học này, bạn chỉ cần thả lỏng cơ thể thôi, nhìn và làm theo hướng dẫn của Nguyễn Hiếu. Hãy tập trung lắng nghe âm nhạc để thân thể và tâm trí của bạn được tan chảy cùng nhịp điệu. Và hãy để yoga chữa lành cho bạn nhé. Sau 30 ngày, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tươi trẻ và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng trải thảm ra và luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Nhớ nhấn ngay nút đăng ký để luôn là người đầu tiên đón nhận những bài tập mới nhất của Nguyễn Hiếu bạn nhé.
Thank you.